lời Chúa. Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Hiến luật đẩy mạnh ngày một hơn việc cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt bằng công cuộc giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo. Suy niệm: đoàn tin mừng rất quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Ai cũng biết rõ Chúa yêu thích những tâm hồn trẻ thơ, những tâm hồn đơn sơ và biết phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Dù biết rất rõ như vậy, nhưng liệu rằng mỗi người chúng ta có thật sự muốn chạy đến với Chúa, muốn được Chúa ôm vào lòng, được Chúa ở bên? Đừng dùng bất cứ lý do gì để nói rằng chúng ta có quá nhiều suy nghĩ, lo toan, chúng ta bận rộn với biết bao công việc cần phải hoàn thành. Biết bao lý do chúng ta nghĩ ra để khiến người khác không thể đến gần Chúa, và chính chúng ta cũng vậy. Ai ai cũng quen thuộc với câu thơ: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đường đời, lòng mẹ vẫn theo con." Chúa chúng ta còn hơn thế nữa. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Vâng, Chúa vẫn luôn dang rộng cánh tay chờ mong chúng ta, những người con thơ, nghiêng mình vào lòng Chúa, để Chúa ôm lấy và chúc lành. Là những người nữ tu con Đức Mẹ vô nhiễm, chúng ta mang lấy trong mình đặc sủng, sứ mạng như lời mời gọi của Đấng sáng lập: đẩy mạnh ngày một hơn việc cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt bằng công cuộc giáo dục giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo. Chúng ta là những người con thơ của Chúa, chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa, ở lại với Chúa, và mang lấy tâm tình ấy trao gửi cho những tâm hồn Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Hãy trở nên cầu nối đưa những tâm hồn đến với Chúa. Dù họ là ai, dù họ như thế nào, họ vẫn cần lắm lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi chúng ta cảm nhận được sự bình an hạnh phúc khi có Chúa ở cùng, thì chúng ta mới có thể là cầu nối để người khác tìm đến với Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta mãi là những người con, những trẻ thơ cần đến sự nâng đỡ của Chúa. Ước gì mỗi người con Đức Mẹ vô nhiễm sẽ là cánh tay nối dài đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã mời gọi qua Đấng sáng lập, là loan báo Đức Kitô cho mọi người qua sự mạng mà chị em đang thực hiện. Lạy Chúa, chúng con là những người con nhỏ của Chúa. Chúng con cần Chúa trong cuộc đời chúng con, để chúng con trở nên người môn đề đưa những tâm hồn về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, chị em dành thêm một chút thời gian để ở lại với Chúa và cảm nghiệm tình thương của người.